Quý vị thân mến, thời tiết Bắc Bộ trong những ngày vừa qua bỗng nhiên mát lạnh như là tiết trời mùa thu. Tuy nhiên là từ ngày hôm nay thì nền nhiệt sẽ tăng dần lên với nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Vâng, và cũng sau ngày hôm nay thì oi nóng sẽ trở lại với Bắc Bộ. Trước khi đón những ngày nắng nóng gay gắt, chúng ta hãy chú ý bảo dưỡng điều hòa, làm các thiết bị làm mát trong nhà để các thiết bị có thể hoạt động ổn định và an toàn trong mùa hè. Miền Trung ngày hôm nay nắng nóng từ 32 đến 33 độ. Phía Nam miền Trung đến Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có mưa ở một số tỉnh thành. Mưa về chiều trong giờ tan tầm, và quý vị chú ý là cần chuẩn bị vật dụng che chắn, đặc biệt là cần hạn chế di chuyển trong cơn dông.